Không, vậy là nhiều người làm. Vậy đa số là không. Vậy thì cái trước trước kia ví dụ anh Nam Lê làm landing page là mình dùng cho sản phẩm nào và mình dùng cái công cụ gì để mình làm? Mì phẩm, ok, mì phẩm thì chắc chắn là phải làm landing page rồi. Ok, vậy thì mình sẽ nói về cái nói chung là để cho người mới luôn nhé, bởi vì là ở đây đa số toàn là những người mà chưa từng làm landing page. Thì mình sẽ nói qua cái chương trình học của chúng ta. Đây là cái chương trình học của mọi người. À, ngon hay không thì nó nhiều vấn đề nữa, nên là mục tiêu là ở đây thì mọi người biết làm đó. Do đây là người mới rồi. Thì chúng ta sẽ học 3 phần nếu như chúng ta đủ thời gian. Đó là tổng quan về cái thằng landing page, và chúng ta sẽ thực hành tạo landing page luôn, và cách chạy quảng cáo chuyển đổi với cái thằng landing page chúng ta vừa tạo đó. Được không? Trước khi mà bắt đầu cái chương trình thì mọi người có câu hỏi gì không? Muốn đặt trước đi. Thắc mắc về landing page hay là gì đó. Chúng ta sẽ đi từng từng nội dung một. Nếu mà chúng ta không có cái câu hỏi gì thì chúng ta hãy chat là sẵn sàng nhé. Thì chúng ta sẽ bắt đầu vào cái chương trình học. Có, nếu mà có cái sẵn thì nó làm cách khác. Đúng rồi, làm landing page thì phải có kịch bản, thì tí nữa sẽ nói có phần đó luôn, nhưng mà mình cũng sẽ có cách làm sao để mình nhanh chóng mình có cái landing page. Có web sẵn thì nó lại phải tùy cái nền tảng của cái web nó đang sử dụng là gì nữa, WordPress hay là web tự code hay là như thế nào nữa. Rồi các bạn có nắm hot không, có nắm quản trị không thì nó cũng sẽ phức tạp hơn một chút. Nếu mà có web, nếu mà như WordPress thì nó cũng dễ. Nếu WordPress thì dễ, WordPress thì thực chất bản chất mình chỉ cài thêm một cái plugin thôi, thì là mình đã có một cái trang làm, tự làm một cái trang landing page được rồi. Thì cái chương trình học này cũng mình cũng có thể học được, tức là mình sẽ học cái kịch bản đó, tức là sơ qua về landing page để mình có thể làm trên WordPress, tức là nó tương tự nhau thôi. Bản chất thì cái công cụ bây giờ nó không có khác biệt nhau nhiều. Thì mình sẽ nói các cái phần, cũng có phần là làm nền tảng rồi. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về cái chuyện là landing page là cái gì đó. À, landing page là một cái trang đơn mà nó có cái nội dung tập trung dẫn dắt và thuyết phục người đọc thực hiện một mục tiêu cụ thể. Thì bản chất thì mọi người phải hiểu là landing page nó cũng là một website thôi. Nhưng mà thường thường cái website của chúng ta á, thì chúng ta sẽ thấy là nó đi lộn xộn. Tức là ví dụ chẳng hạn mình có một website như thế này, là cubic.com chẳng hạn. Đây thì trên này có rất là nhiều menu, rất là nhiều bài viết đấy. Thì ví dụ chẳng hạn mình làm một cái gì đấy, thì tức là khách hàng họ cứ đi lan man á, họ không thực hiện một cái hành động nhất định. Thì như vậy thì chúng ta sẽ, nếu mà chúng ta muốn làm một việc cụ thể ví dụ như là bán hàng hay là để lại thông tin, thì chúng ta sẽ phải làm một cái landing page cho nó dễ dàng chúng ta bán hàng. Thì ở đây thì hôm bữa trước thì mình có demo một cái trang landing page mà cái này là nhóm mình làm, nhưng mà mình làm bởi vì là landing page thì nó muốn đẹp thì nó phải có thiết biết thiết mọi người phải biết thiết kế nữa, chứ không phải là nó riêng cái phần kỹ thuật không. Thì cái đó thì thôi, chúng ta sẽ đây ví dụ đây là một cái landing page, và mọi người cũng có thể hoàn toàn tự làm được một cái trang như thế này. Đấy, nó chỉ có một mục đích duy nhất thôi. Một mục đích duy nhất là để khách hàng để lại thông tin thôi. Rồi nó không hỏi nhiều luôn, hỏi ngắn gọn thôi. Và mình sẽ chạy chuyển đổi và khách hàng để lại thông tin, thì khách hàng để lại thông tin ở đây thì không phải nói nhiều nữa, chốt luôn. Đấy, đánh giá thì nó chạy ở dưới này, nói chung là nó loanh quanh ở trong một cái trang như thế này thôi. Đó. Loanh quanh ở đây thôi. Đó.
Như thế này, đây một landing page và trang này là một trang bán hàng. Có những trang mà chúng ta vào chúng ta thấy mỗi có quà tặng rồi là điền thông tin không thì nó cũng là một dạng landing page. Nói chung là thường thường thì nó là một cái trang đơn và nó chỉ làm một nhiệm vụ duy nhất thì chúng ta gọi là landing page. Chưa? Chỗ này mọi người hiểu về landing page chưa? Nếu ok thì chúng ta gọi ok nhá. Tức là landing page này nó sẽ giúp chúng ta bán hàng tốt hơn, bởi vì bây giờ thì khách hàng thì nó hơi rối, thì chúng ta sẽ đi sang cái phần 2, đó là tại sao chúng ta phải có landing page. Nhắc lại nhé, landing page bản chất nó cũng là một website, nhưng mà nó là một website rất là đơn giản và tập trung. Mọi người nhớ điều đó, là đơn giản và tập trung và thuyết phục người đọc thực hiện một mục tiêu chuyển đổi cụ thể, thì nó dễ dàng để tăng cái chuyển đổi đó hơn hơn là cái web. Web thì nó đi lan man. Thì ở đây chúng ta sẽ nói là tại sao chúng ta phải có một landing page. Thì đầu tiên á, thì chúng ta sẽ có một cái câu mình bảo là câu thần chú, đó là nếu mà khách hàng bối rối thì họ sẽ từ chối. Tại sao lại như vậy? Bởi vì là đó là cái con người của mình thôi mà. Ví dụ chẳng hạn bây giờ các bạn bán hàng, các bạn đưa quá nhiều sản phẩm để khách hàng lựa chọn á, thì họ rốt cuộc họ sẽ không chọn được cái nào hết á. Nên là khách hàng bối rối họ sẽ từ chối. Và họ hiện tại thì họ đang bị là ngập tràn trong thông tin. Ví dụ chúng ta bán một sản phẩm thì hầu như là không phải là mình, mọi người, và họ bị ngập tràn. Và ở đây mình nói về đặc thù quảng cáo Facebook nhé. Tức là trong cái bài quảng cáo Facebook chẳng hạn, thì thường thường chúng ta có là bài viết hoặc là video. Và hầu hết thì mọi người cũng làm là bài viết, và một bài viết thì chúng ta không thể chuyển đổi tâm trạng khách hàng được, tức là cái trạng thái khách hàng từ là biết rồi là hiểu sản phẩm rồi là tin sản phẩm rồi là thích rồi mua ngay được. Nhưng một cái landing page thì hoàn toàn có thể làm được điều đó. Nó có thể là giới thiệu sản phẩm này, nó có thể đưa ra cảm nhận này, nó đưa có kêu gọi hành động này. Đó, chúng ta có thể sao các giấy tờ, ví dụ mỹ phẩm gia tăng niềm tin này, trao các cảm nhận khách hàng này, và cuối cùng là một cái nơi để khách hàng điền thông tin để họ hành động, thì hoàn toàn là landing page nó làm được. Và đặc thù nữa là giống như là một một trong cái chương trình đào tạo Facebook mình có nói á, thì bên mình có cái gọi là Facebook ma trận, tức là gồm fanpage, nick cá nhân và nhóm. Nhưng mà mình nói với mọi người là ba cái đó không có cái nào của mọi người hết á. Facebook nó búng tay một phát thôi là mọi người mất hết. Nên là dù gì thì chúng ta vẫn phải có một cái web để chúng ta kéo thông tin về đấy, lấy data về đấy. Và có một cái landing page á, thì mọi người có thể chạy quảng cáo TikTok này, chạy quảng cáo Google này. Nói chung là mình chạy rất là nhiều nền tảng, và ví dụ chúng ta có thể là SMS cho khách hàng, nhưng mà SMS thì đâu có hiện hết thông tin, nên chúng ta cũng thể trình bày cái bài bán hàng trên landing page, sau đó chúng ta SMS cho họ. Vậy nên là cái chúng ta làm landing page là một cái mà chắc chắn là chúng ta phải làm. Và hầu như bây giờ chúng ta đi gặp bán hàng chúng ta sẽ thấy landing page. Được không? Mọi người đã hiểu là tại sao chúng ta phải có landing page chưa? Rồi. Thì rồi mọi người ok hết cho luôn xem nào. Tại sao có cho chúng ta có cái tương tác với nhau đi. Rồi, cảm ơn mọi người. Ở đây thì cái landing page á, thì chúng ta sẽ đến là làm thế nào để chúng ta tạo ra một cái landing page. Ở đây thì nó có nhiều cách nhá. Cách thứ nhất á, là chúng ta sẽ tự làm từ đầu đến cuối. Tức là chúng ta sẽ có một website, ví dụ chẳng hạn. Ví dụ chúng mình làm một cái landing page bằng website chẳng hạn, landing page chấm cuongbich.com chẳng hạn. Đây. Cái này thì mình ý là mình tạo ra một cái subdomain riêng để mình làm landing page. Tức là như vậy, là như cái này dùng thằng WordPress thôi. Tức là cái này thì mình sẽ phải mua tên miền này. Mua cái nơi lưu trữ cái web á, nó gọi là cái host á, chúng ta phải trả tiền hàng tháng. Sau đó thì mọi người sẽ phải cài cái website lên. Sau đó thì chúng ta mới cài cái thằng landing page lên. Nó hơi phức tạp, nói chung là nó dành cho những người mà
làm về kỹ thuật thì là phần nhiều. Thế là nếu mà mọi người băm thì thằng này thì nó không có cái chết rồi, không nhớ part của thằng này là bao nhiêu rồi. Như mình thì mình thằng mình sẽ dùng một cái plugin là đây. Cái này là mình nói cho mọi người hiểu thôi nhé. Bởi vì mình thì mình không có ý định là sẽ làm cái khó khăn này cho mọi người, vì nếu mà khó khăn thế này thì nó dài lắm. Thì chúng ta phải làm một cái chương trình riêng. Đây. Đây, ví dụ nó có các cái landing web sẵn đây rồi chẳng hạn. Đấy, ví dụ vậy. Đấy. Thì thằng kia nó cũng tương tự thôi. À. À, và đây là cách thứ nhất nhá. Đó, đó chúng ta ra một cái landing page rồi sửa rồi kéo thả, nói chung là nó cũng dễ òm. Tí chúng ta cũng làm tương tự thôi. Đấy, nó rất là dễ. Đấy. Đấy. Đây. Đấy. Tí nữa chúng ta cũng lại làm như thế này, nhưng mà đây là cái cách mà khi mà chúng ta biết về kỹ thuật. Tức là chúng ta sẽ làm một cái landing page riêng, chạy hot riêng, và chúng ta sẽ phải lo lắng, chúng ta sẽ về quản trị trang. Thì nó có cái lợi là nếu mà chúng ta biết kỹ thuật á, thì cái này nó cũng đỡ tốn chi phí. Tức là như tầm trung bình thì tầm khoảng 100 ngàn một tháng thôi là chúng ta dùng ok rồi. 100 ngàn một tháng cho cái hot á. Còn cái tên miền thì là 250 ngàn nếu mà tên miền quốc tế, và nếu chúng ta đăng ký tên miền Việt Nam là 750 năm đầu tiên, và cái tên miền của thằng duy trì là 350 á. Và nếu mà chúng ta làm landing page chuyên nghiệp nhé, nhắc lại nhé, thì chúng ta cũng phải mua tên miền nhé. Tức là ví dụ chẳng hạn như mọi người cả chúng ta vừa thấy cái thằng này chẳng hạn, thì đây là mình mua tên miền là top nha khoa uy tín này, và đây là mình chạy hai cơ sở nên là mình dùng hai cái subdomain, thì nó hơi phức tạp, nhưng mà ý là chúng ta phải mua tên miền để chúng ta chạy cho nó đẹp. Còn nếu không thì chúng ta sẽ dùng cái bản miễn phí của thằng kia. Tí mình nói tức là nó dùng cái tên tên miền của nó thì nó không không được đẹp cho lắm. Rồi ở đây những ai có tên miền rồi, ai có tên miền thì gõ số 1 xem nào, mà ai chưa có tên miền thì không xem nào. Không, một nó không. À, rồi thì hôm nay thì chúng ta sẽ không bàn về vấn đề tên miền bởi vì nó khá tốn thời gian. Thì rồi ok, nói không, hôm nay chúng ta không làm gì liên quan đến tên miền đâu, bởi vì cái đó thì nó là ở phần cao hơn nữa, thì sau này mọi người sẽ làm. Bây giờ mục tiêu này là chúng ta sẽ tạo ra một cái trang landing page như là các bạn đang nhìn ở trên cái màn hình đã. Nhưng mà tương lai là chúng ta cũng phải mua tên miền nhá. Thì bây giờ mình không có, mình cứ chạy tên miền miễn phí đó, nó là ladipay.demo gì đấy, nó cũng không sao đâu. Đó là cách này đầu tiên, đó là cách nó phức tạp. Cách thứ hai á là chúng ta dùng cái thằng này. Tức là chúng ta dùng một nền một cái đơn vị cung cấp. Đây. Tức là chúng ta sẽ dùng một cái đơn vị cung cấp. Thì tại sao mà mình làm cái chương trình này? Cái thứ nhất á, là mình làm cho học viên của mình, bởi vì thực sự mình các bạn cũng cần, mà mình chưa có thời gian mình làm được mà dạy trên lớp thì cái này thì nó là tốn mất một buổi rồi, mình không muốn mất quá nhiều thời gian. Cái thứ hai á, là mình đang tham gia chương trình affiliate của thằng Landing Page, tức là mình sẽ bên đó nó sẽ cung cấp một cái đường link chẳng hạn đó. Thì khi mà mình đang thử nghiệm kiếm tiền bằng cái hình thức này, nên là khi mà các bạn mà đăng ký á, với cái link này của mình này, thì nếu các bạn sau này các bạn nâng cấp á, các bạn thấy hữu ích á, thì các bạn thì họ sẽ trả cho mình một khoản tiền. Nhưng mà nếu mà cái này thì ở cái mức độ là chúng ta dùng miễn phí là được rồi, còn những cái người dùng mà chuyên nghiệp á, thì chúng ta nên trả phí. Rồi thì chúng ta sẽ truy cập cái thằng là cumbic.com landing page, thì chúng ta sẽ được cái thằng này đấy.
Thì thằng này thì nếu mà so với quốc tế là nó rất là rẻ. Nó rẻ. Và nó cho miễn phí trọn đời. Hiện tại nha là nó cho miễn phí trọn đời, tức là các bạn không giới hạn trang này, chỉ có mỗi cái là tên miền nó xấu với lại một số tính năng nó giới hạn, nhưng mà mình đủ để mình có thể sử dụng cho TikTok hay quảng cáo Google, nói chung là mình đủ dùng. Đấy. Rồi, thì đó là về cái vấn đề nền tảng. Thì chúng ta sử dụng nền tảng thứ ba nhé, tức là trong cái buổi hôm nay này, thì mình sẽ dùng nền tảng của thằng thứ ba. Có cái phần web thì chắc là mình sẽ chia sẻ ở một cái dịp khác, nhưng mà chắc là nó hơi dài, nếu mà chia sẻ web chắc khoảng 6 7 buổi ấy mới xong. Rồi. Thì làm thế nào để mình có một cái landing page hiệu quả? Thì đầu tiên là mọi người phải xác định mục tiêu chúng ta sử dụng landing page để làm cái gì. Mục tiêu rõ ràng nhé. Thì hầu hết thì chúng ta sẽ là thường thường, ví dụ như là mình làm đào tạo thì có thể là thu thập thông tin, quà tặng gì đó, nhưng mà mọi người thì chủ yếu là trang bán hàng thôi, tức là trình bày sản phẩm, sau đó ở dưới để lại thông tin để khách hàng mua hàng. Còn trang trung gian tức là nó thể hiện sản phẩm nó rõ hơn, không có mua bán hay gì đó hết á. Ví dụ chẳng hạn mình cần một mình có một cái sự kiện gì đấy mà mọi người cần khách hàng biết tới thì nó gọi là trang trung gian, được chưa? Mọi người có mục tiêu làm landing page chưa? Mục tiêu làm landing page của mọi người để làm gì? Thu nhận thông tin, trang bán hàng hay là trang trung gian? Đúng rồi, landing page chúng ta dùng để chạy chuyển đổi. Nếu mà thu lead thì chúng ta sẽ dùng là cái dạng là thu thập thông tin. Tức là mấy cái trang này thì nó chỉ là liên quan đến chuyện thiết kế nó khác nhau thôi. Tức là cái bố cục của nó khác. Ví dụ như trang trung gian chẳng hạn thì nó không có cái form thôi. Thì nói chung là bọn này thì nó cũng là xáo xáo trộn trộn qua nhau cả. Rồi. Có ai mà chưa biết là mình chưa có mục tiêu cho landing page của mình không? Đồng hồ á, thì mình không, tức là đồng hồ thì giống quần áo giống bên anh, nhưng mà mình không làm landing page được em. Tức là ví dụ chẳng hạn mình chạy một bộ sưu tập á, thì mình mới làm landing page được thôi. Tức là đồng hồ thì em phải làm một website, tức là nó. Còn ví dụ em chạy một cái chương trình gì đó thì em làm landing page. Chứ còn bây giờ đồng hồ thì giống như quần áo bên anh á, thì là khi nào chương trình sale thôi thì anh mới làm landing page. Đó, thì mình sẽ làm như vậy. Chứ còn không thể làm từng mẫu mỗi mẫu một landing page được. Tất nhiên là các cái hãng lớn thì họ làm được như vậy, nhưng mình không có thời gian, còn làm được thì là tốt thôi. Nhưng mình không làm được. Rồi. Ví dụ như bữa trước chương trình sale thì mình vẫn làm landing page cho cái thời trang, vẫn có khách đăng ký. Mọi người chờ tí nhá, mình cho xem lại cái landing page cho thời gian. Thường thường thì chắc là cũng không ai nghĩ là cái thời trang mà chúng ta đi làm landing page, đúng không? Nhưng mà mình vẫn làm, có sao đâu. Tức là để cho mọi người hiểu là cái landing page mà làm cho nhiều thì sẽ làm như thế nào. Đâu nhỉ? Đây đây, chắc là đây. Đây. Thế là mình khi mà mình chạy một chương trình số lượng lớn á, thì mình dùng trả lời tự động luôn. Khách vào phát là mình chào. Sau đó mình nhắn tin là đang có chương trình này này, vào mà hốt. Đây, đây là một cái trang miễn phí này. Thì nó sẽ dùng cái tên miền đây, đây là cái tên miền của demo của nó này. Cái này là không mất tiền nhá. Đó, thì đấy, nó như vậy thì mình bản chất là
nó nhiều quá thì mình trưng lên cho người ta nhìn màu mà cho nó dễ thôi. Đấy, sau đó có cái nút mua ngay ở đây thì khi mà người ta muốn mua chẳng hạn thì người ta ấn xuống đấy, người ta xem phản hồi này, rồi câu hỏi thường gặp này. Thì đại loại là mình muốn làm như thế này bởi vì nó khỏi nó trả lời đi trả lời lại nhiều lần. Đấy. Chúng tôi chỉ xả kho trong vòng 2 ngày đấy, đó, nó tự động nó đếm ngược. Thì khách hàng nó đặt nó tự điền đây luôn. Tức là đỡ đứa nào nó cần thiết thì nó đặt. Xong. Đó, nếu mà mọi người chưa chưa ai đấy, ví dụ nhiều sản phẩm thì mình sẽ làm như vậy, tức là mình làm cho đờ mình phải trả lời nhiều. Đây, này câu hỏi thường gặp này. Này có ý không mình viết sai. Này có được đổi trả không, này có được kiểm hàng không, rồi là phản hồi khách hàng này. Sau đó kêu gọi hành động này, đó. Loanh quanh á. Cái này đây chúng ta cái này là mình làm lấy bay, cái này là phiên bản miễn phí á. Để nó trưng ra. Trưng ra để khách hàng nó lựa cho nó nhanh á, đỡ nó cứ hỏi màu nào còn màu nào á. À, nó bản chất nó cũng là chạy lưu lượng truy cập thôi em. Nó là hình thức là ban đầu video kích vào thì lên website nó là ấy. Đúng rồi, tức là ở đây làm nhiều thì làm nó mệt thôi chứ không phải là không làm được. Rồi mọi người hiểu đấy nhá, đấy, thời trang mình vẫn làm được landing page nhá. Mọi người hiểu cái cách để mục mọi người có hình dung trong đầu cái ý định mục đích sử dụng landing page của mình chưa? Nếu cô ok thì chúng ta gõ ok nhá để chúng ta qua phần khác nhá. Chứ không phải là cái sản phẩm đó hầu như là sản phẩm nào cũng đều vẫn làm landing page, chẳng qua là mình tập trung cho một mục đích thôi. À, cái đó ở phần sau cùng em, tức là sau khi mình có landing page. Thực chất thì chạy chuyển đổi thì là nó thì tí chúng chắc là chúng ta sẽ nói phần ở phần sau nữa. Chúng ta hỏi lại phần này này, chúng ta đã xong rồi, chúng ta có ý tưởng cho landing page của mình chưa? Bởi vì chúng ta phải có ý tưởng. Có mục tiêu rõ ràng ở landing page của mình. Chúng ta sẽ dùng nó làm gì? Ví dụ như cái này bản chất là để thể hiện thông tin thôi, chứ không thể làm từng sản phẩm. Mấy chục sản phẩm thế này, mỗi cái làm một cái landing page thì biết viết gì cho mất cả công. Làm được nhưng nó mất công. Lười. Chứ thằng này nó còn cho chúng ta tạo không giới hạn mà. Rồi, mọi người ok hết không? Ok hết thì chúng ta hãy gõ ok hết xem nào. Nguyễn Điệp ok. Trần Hoàn ok. Anh Nam Lê ok. Duy Thanh ok. Rồi. Rồi, chúng ta sẽ qua cái phần tiếp theo mà quan trọng nhất của thằng landing page. Thằng quan trọng nhất đó là cái thằng này. Thằng chúng ta dàn trang. Thì ở đây là các cái thành phần đầy đủ của một cái landing page. Đầy đủ nhất, tức là mình đang nói về đầy đủ á. Tiêu đề chính này, tiêu đề phụ này, menu này, kêu gọi hành động này, thông tin sản phẩm dịch vụ này, điểm khác biệt này, form này, cảm nhận sản phẩm này, chứng nhận này, đột biến giá trị này. Thì muốn làm landing page thì chúng ta phải chuẩn bị cái này. Đúng không? Trong những cái phần này có mọi người có không hiểu cái nào không? Đây là các phần nhá, còn sắp xếp thì tùy tùy có người thì họ lại kể một câu chuyện chẳng hạn, có người thì nói chung là kiểu gì nó cũng sẽ có tiêu đề chính, tiêu đề phụ, menu thì có. Rồi, kêu gọi hành động chắc chắn có, thông tin sản phẩm dịch vụ có, điểm khác biệt. À, thì khi là ba dạng kia thì nó sẽ cắt bớt thôi. Em hỏi tại sao để viết content thu hút hay tạo ra ý tưởng viết content cho landing page?
Cái này thì chắc là trong chương trình này thì nó chúng ta không không đủ thời gian để làm cái chuyện đó được. Không 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 đủ thời gian, bởi vì nếu như vậy thì là nó là thật sự là chúng ta sẽ phải học về nội dung. Học về nội dung thì chúng ta lại phải đi từ khách hàng, đi từ sản phẩm. Thì chúng ta có một cái cách đó là mình gọi là hack landing page. Tức là hack landing page của đối thủ á. Mình hoặc là trong cái ngành hàng á, mình thấy landing page nó đang chạy quảng cáo, đang hiệu quả thì mình làm theo. Như vậy đi. Bởi vì là bây giờ mọi người muốn thành công hay muốn sáng tạo. Đó tại sao một cái trang landing page nó đang chạy vì nó có hiệu quả thì chúng ta sẽ mô phỏng theo. Tất nhiên chúng ta sẽ mô phỏng cái bố cục này, mô phỏng cái khung này, nhưng mà chúng ta không được mô phỏng nguyên cả y cả nội dung nhé. Mọi người hiểu ý mình chỗ này không? Còn viết content thì hơi hơi căng, tức là trong chương trình hôm nay chúng ta chỉ là nói về cái phần kỹ thuật để chúng ta tạo landing page thôi. Rồi. Ví dụ bây giờ muốn chúng ta muốn về làm về sản phẩm mỹ phẩm chẳng hạn đúng không? Trắng da. Mỹ phẩm. Ví dụ mình kiếm cái thằng nào nó có cái landing page chẳng hạn. Thằng này không có landing page. Cái này thì mọi người sẽ mình ví dụ đi, cái khoa học của mình nhỉ. Đây là một cái landing page của đào tạo chẳng hạn, ví dụ vậy. Thì đây, nó gồm các phần này. Thứ nhất là tiêu đề này, tiêu đề chính này, tiêu đề phụ này, kêu gọi hành động này, nêu ra vấn đề khách hàng này. Đây, nêu vấn đề này, làm thế nào này, giải quyết vấn đề này. Cái này thì nêu vấn đề, giải quyết vấn đề. Và đây là cách giải quyết. Đó. Đó. Giúp khách hàng được cái gì? Nội dung. Nói chung là cái này thì chúng ta có thể là tự xử lý được. Rồi. Rồi mọi người có câu hỏi gì thêm ở đây không? Nhắc lại nhé. Chúng ta hãy tìm người đứng cái thằng mà trong cái ngành hàng của chúng ta mà đang làm đánh bếp tốt nhất á, rồi hãy học học tập nó như vậy thôi, đơn giản, xem thử nó bố cục như thế nào, tiêu đề nó viết cái gì, tiêu đề phụ nó viết cái gì, menu nó gồm cái gì, kêu gọi hành động như thế nào. Việt Nam không có thì qua Trung Quốc, Trung Quốc không có thì đi ra nước ngoài. À, không, mình không cần kiểm tra trang nào có landing page làm gì, ý là mình học theo để mình còn landing page là mình sẽ dùng landing page để mình làm lại thôi em. Em có web thì nên tìm tài liệu hướng dẫn. Làm sao tìm đối thủ cùng ngành hàng mình trên Facebook thì gõ từ khóa mà tìm kiếm. Đi like các trang bọn nó thì nó sẽ hiển thị quảng cáo cho mình. À, có nên tìm hiểu về hướng dẫn làm web như thế nào? Cái này thì mình lên Google á, mình gõ là landing page Google Ads á thì nó nhiều, mình gõ theo đúng từ khóa đó thì nó ra. Ví dụ anh Hà Bình đi gõ theo dõi bọn nó, cái này là mọi người bán hàng mọi người phải biết chứ. Gõ trên Facebook, gõ dính like comment các bài của đối thủ, vài bữa nó cho ăn cái quảng cáo liên tục của ngành hàng liền mà. Được được không? Chúng ta sẽ lấy
Tức là chúng ta phải có cái đoạn dàn trang này nhá. Còn dàn như thế nào thì trong cái khuôn khổ khoa học này chúng ta không không có đủ thời gian chúng ta nói được về cái chuyện là cái thằng này được ví dụ tiêu đề chính viết gì, tiêu đề phụ viết gì thì chúng ta sẽ qua cái bước đó là xây dựng, theo dõi và cuối cùng là test kiểm tra thôi. Tức là bắt buộc nếu mà chúng ta không biết thì chúng ta phải làm nhiều thôi. Còn làm thế nào một phát hiệu quả được thì cũng khó. Tức là từ khi là nói chung là cái gì chúng ta phải đánh đổi hết. Chưa? Mọi người ghi được các cái mục của cái thằng landing page chưa? Rồi. Nếu mà ok rồi thì chúng ta sẽ sang cái phần tiếp theo. Đã gọi ok nhá. Bạn còn câu hỏi nào nữa không? Kiểm tra landing page kiểu gì thì không cần kiểm tra. Rồi, quét tài liệu. Cái này thì lên Google em gọi là landing page cho WordPress á. Plugin làm landing page cho WordPress á. Thì nó sẽ ra. Rồi, Thọ Nguyễn ok, Nguyễn Đức Trung ok. Rồi, Nguyễn Điệp ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào, chúng ta làm một cái landing page nhá. Rồi, bây giờ mọi người truy cập cái đường link sau. Rồi. Chúng ta sẽ vào một cái như thế này. Này bỏ đi nhá. Bỏ luôn. Bỏ luôn. Bỏ. Ok, mình vào lại đây nhé. Khoan ra ra nhé. Mọi người vào được cái trang này đi bây giờ. Sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành đầu tiên nhé. Rồi mọi người vào được cái này đã chưa nào? Ai vào được rồi thì gõ ok nhá. Rồi. Rồi ok, tốt lắm, mọi người làm tốt. Rồi chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta sẽ đến đăng ký miễn phí này. Đấy. Đăng ký với Facebook hoặc Google cũng được, hoặc là tên của bạn email nhập. Ví dụ mình đăng ký với Facebook đi. Hôm nay bên mình nghỉ mạng, cái Facebook nó hơi chậm, không biết tại sao hay là lại đứt cáp nữa. Mọi người có bị chậm không? Hay là do mạng nhà mình thôi? Chắc là đang bị đứt cáp tiếp rồi. Đăng nhập bằng Google có thử nhanh hơn không? À, Google chắc nhanh hơn. Ví dụ họ tên là Hồ Ngọc Cương hả? Mật khẩu đi. Khẩu là điện thoại đi. Rồi. Rồi, ok. Thì chúng ta có thể tham gia cộng đồng landing page này.
Rồi, mọi người vào đến đây chưa? Vào đến đây thì gõ OK nhé. Rồi. OK. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thấy này, đầu tiên chúng ta sẽ có các giao diện màu này. Nếu mọi người làm không quen á thì chúng ta hãy sử dụng giao diện màu cho nó nhanh. Ví dụ mình bán về nội thất nhà cửa này. Đấy. Đồ gia dụng này. Đấy, nhà hàng quán ăn này. Đó. Sức khỏe làm đẹp này. Đấy. Ví dụ chúng ta về làm đẹp đi, đúng không? Ra đang bán mỹ phẩm đúng không? Ví dụ vậy đi. Đó. Rồi. Đây chúng ta sẽ chọn này. Xem trước này. Chưa? Đấy. Dễ không mọi người? Quá dễ nhỉ. Rồi. Và chúng ta có phòng gym này. Cái này mình nghĩ chắc cũng lấy từ nước ngoài ấy nhỉ? Toàn thấy hình ảnh của nước ngoài thôi. Cũng nghĩ cũng chắc là phần thuộc ở nước ngoài. Rồi. Và chúng ta sẽ là sử dụng thêm này. À, đây, mình nhập là trung tâm thể hình đi. Thể hình đi cho nhanh. Tạo landing page. Đây là cách thứ nhất nhé. Cách thứ nhất là chúng ta từ cái thêm có sẵn. Bây giờ chúng ta vào chọn này, giao diện màu này. Đó. Chọn thêm có sẵn này. Đấy, ví dụ đây là những cái màu mà người ta cũng đã kiểm chứng rồi. Sử dụng này. Đấy. Này là mỹ phẩm này, ví dụ vậy. Phẩm này. Đấy. Dụ vậy. Rồi. OK luôn. À, mình sẽ lấy cái này để mua cho mọi người nhá. Rồi mọi người nhìn mọi người vào được một cái chưa? Hoặc là chúng ta vào chung một cái cho nó dễ đó, chúng ta đến mục mỹ phẩm lấy cái đầu tiên á cho nó dễ. Chúng ta vào giao diện màu này. Chúng ta vào cái đầu sức khỏe làm đẹp này. Đấy, chúng ta sử dụng chung một cái đi cho mọi người dễ thực hành nhé. Đấy, sử dụng này. Đấy. Rồi, ví dụ mọi người nhìn cái này này. Đầu tiên chúng ta phải hiểu về cái bố cục của cái thằng này. Là các cái này này, 1 2 3 4 5 6 7 8. Này, một này. Mọi người thấy cái màu vàng vàng này không? Là một. Cái ô này là hai, tức là mỗi này là một khung á. Đấy, đầu tiên là giới thiệu về sản phẩm đúng không? Tiếp theo là chuyên gia nói về sản phẩm là cái thứ hai. Cái thứ ba là đặc điểm của sản phẩm. Cái thứ tư á là lợi ích của khách hàng. Cái thứ năm là tác dụng. Cái thứ sáu là sự khác biệt. Cái thứ bảy là ý kiến khách hàng. Cái tám là liên hệ với chúng tôi và chúng ta chỉ việc sửa thôi, ví dụ đây này. Đấy, chúng ta việc sửa thôi. Đấy. Chương big landing page, ví dụ vậy.
Tức là trong trường hợp mà mọi người không biết sử dụng thì mọi người vào đây mà sửa thôi, tức là tìm cái tương tự và sửa. Rồi, đấy, ví dụ mình sửa text thì mình đúp vào text mình sửa. Được chưa? Đúp vào text mình sửa. Đấy. Đơn giản này. Đấy. Về sử dụng. Đấy. Phí trọn đời. Được chưa? Liên hệ số của mình chẳng hạn vậy. 0938 205 019. Rồi. Online. Đấy. Và đây đó là sửa text nhá, còn sửa hình ảnh thì đây mọi người thấy hình ảnh đây không? Này chúng ta đúp chuột vào đây này. Đấy, chúng ta đúp chuột hai lần á là chúng ta sẽ đổi được ảnh. Pro không có. Pro luôn. Pro luôn rồi thì úp ảnh của tao lên, chọn ảnh. Đúp chuột nhá. Và chọn tệp này. Ví dụ mình tải một ảnh mới lên á. Ví dụ đi, mình tải thằng này lên đi. Mình được phép tải ảnh lên mọi người nhé. Đấy, mình chọn. Thấy chưa? À, đây có chỗ kéo to ra nhỏ lại này, kéo này. Dễ không? Kéo lên kéo xuống. Muốn xấu đẹp thì kéo lên kéo xuống. Đó, tương tự đấy, text thì đúp vào text thôi. Ảnh thì cũng đúp vào ảnh thôi. Sửa lại text, sửa lại ảnh, tức là chúng ta sẽ giữ nguyên cái bố cục. Đấy, đúp sửa lại ảnh này. Đấy, ví dụ vậy. Đấy, sửa lại ảnh, sửa lại khung. Sửa lại. Đấy, thay này, thay cái mà phù hợp. Đấy, icon này. Này là trả tiền, tức là nó sẽ có cái bản trả phí. Tất nhiên trả phí thì nó có nhiều lợi ích hơn, nhưng mà chúng ta mới dùng thì cứ dùng bản miễn phí thôi. Đó, thế mạnh 1 2 3 này. Khác biệt 1, khác biệt 2, khác biệt 3. Đấy, chúng ta thay bằng sản phẩm của chúng ta vào thôi. Thay hết sản phẩm của chúng ta vào. Được không? Mọi người hiểu cách làm này không? Mọi người thấy có dễ không? Tức là tìm cái mẫu tương tự cái ngành hàng của mình. Nó thiết kế sẵn rồi. Mình chỉ việc sửa lại theo sản phẩm của mình thôi. Mình thấy rất là nhiều nhiều cái người sửa lại như thế này. Tức là ví dụ mình muốn một cái trang về đào tạo chẳng hạn. Đây thì mình sẽ coi cái trang về đào tạo này. Dịch vụ giáo dục đào tạo này. Đấy. Là mình sửa lại, mình chọn mình sửa thôi. Đây, Facebook đây này, đây mình có Facebook lớp Facebook đây này, này. Facebook này. Đấy. Đấy, đây này. Lớp học gì này? Khóa này, điểm mạnh này. Tức là cái này là họ đã thiết kế sẵn đấy. Rồi buổi 1, buổi 2, rồi buổi 3 làm gì này. Thời gian ưu đãi này. Giảng viên này. Xong. Rồi được không? Mọi người thấy cái này dễ không? Nhưng mà ở đây lưu ý có một chút cái chỗ này này. Tức là đôi khi mọi người làm, mọi người mò sẽ rất là lâu. Đầu tiên là mọi người hiểu cái chỗ này chứ đó, tức là mình cách nhanh nhất á là mình sẽ lấy một cái nó tương tự cái ngành hàng của mình rồi mình đi sửa lại thôi. Mình chỉ thay sản phẩm của mình này, thay tiêu đề của mình, thay hình ảnh của mình vào thôi. Tất nhiên là hình ảnh rồi mình phải chuẩn bị trước hết, mình viết theo cái sườn của nó, mình rất là dễ viết. Thay tiền, thay ngày, thay tháng, thay năm vào thôi. Nói chung là rất là dễ dàng.
Nó là kéo thả mà, đây là kéo qua kéo lại này. Đấy, kéo qua kéo lại, kéo tới kéo lui, kéo đặt chỗ nào thì đặt đó, kéo tới kéo lui, nút này, kéo tới này, kéo lui này. Rồi mọi người hiểu được chỗ này chưa? Rồi mọi người có thể tự tự mò một chút. Thế nào mò xong thì chúng ta gõ ok nhá, để chúng ta qua một cái khó hơn, bởi vì đôi khi chúng ta có những cái màu mà chúng ta thấy nó chả tìm ra cái màu nào là nó phù hợp cả, hoặc là mình thấy thằng đối thủ nó có một cái màu nó đẹp quá, bây giờ làm sao mình thiết kế giống y như nó được. Rồi, khi nào mà xong thì mọi người gọi Z nhé, để cho mọi người, mình cho mọi người tầm khoảng 5 phút đi, để mọi người có thể bọc vạch cái thằng đấy ở trên cái máy tính của mình. Để mọi người có câu hỏi gì thì mọi người hỏi luôn. Đó là cách thứ nhất, cách đơn giản nhất. Đó là chỉ cần lấy template và sửa lại thành của mình thôi. À, xong rồi mọi người gõ lại Z nhá. Thằng này làm rất là dễ luôn á. Đó, này, như là xếp hình đi chơi vậy. Kéo thả. Đấy. Rồi xong mọi người gọi Z nhá. Hay, ông Thọ làm được một cái đấy. Nhưng mà chúng ta lưu ý nha. À, chúng ta xuất bản này, tức là muốn làm xong chúng ta lưu nó xuất bản này. Xuất bản này. Nhưng mà
cái này nó sẽ có lỗi bởi vì là chúng ta chưa hoàn thành cái form, nó vẫn xuất bản được thôi nhưng mà nó sẽ lỗi. Thì trước khi xuất bản á, mình nhắc lại này, trước khi xuất bản chúng ta ấn vào thiết lập này, social này, chúng ta đặt tên đi. Đây. Ví dụ tiêu đề này, mô tả trang này, từ khóa này, hình ảnh này, khi mà chia sẻ Facebook này. Nếu không nó sẽ rất là xấu, xấu như trang của ông Thọ này này. Đấy, nó ghi đặt tiêu đề trang này, tức là mình chưa có tiêu đề trang á. Và khi mình đưa chia sẻ Facebook á, nó cũng xấu. Và lưu ý một một cái chỗ này nữa nhé, là cái form này này, mọi người thấy cái form này không, thì chúng ta phải cấu hình để là làm sao để mà khi mà nó thông tin nó lưu về á thì nó lưu về đâu, đúng không? Mọi người quay quay trở lại hết chưa? Có thì chúng ta chat một nhá, bởi vì mình không biết là mọi người đã quay trở lại hay chưa. Rồi, chúng ta nhìn này, chúng ta tích vào cái form này, chúng ta kích 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 vào cái form lớn á, đấy, nó có chỗ lưu data này, đấy, thì chúng ta sẽ thêm mới này, chọn kênh lưu nó thêm mới này, tên cấu hình như là cương bích chẳng hạn, thêm tài khoản này, thêm mới này, thế là chúng ta sẽ lưu về email. Tức là khi mà có khách hàng đăng ký nó sẽ gửi về mail. Đấy. Nên gợi nhớ là email chẳng hạn. Email là mr.com.vn chẳng hạn, ví dụ vậy. À, ngoài ra thì nó sẽ cho phép này Google Sheet này. Hoặc là về cái trang quản lý chuyển đổi này. Mailchimp này, về GetChatbot này, nó rất là nhiều, hay là có API đẩy ra ngoài nữa. Nhưng mà tính năng mà miễn phí á thì chúng ta chỉ nó chỉ gửi về mail thôi, rất là chúng ta sẽ khó, hơi khó quản lý một chút. Nếu chúng ta có nhiều đơn hàng nên là thì nó chúng ta hơi hơi khó thống kê. Còn nếu mà chúng ta lưu về một cái file sheet á thì nó chúng ta phải dùng bản có phí. Nó sẽ nó lưu được file sheet nhiều tính năng hơn, và cái tên miền ví dụ chẳng hạn cái trang mà đây này, nó sẽ cái trang này là đi chấm demo pay này, này khi mà chúng ta làm ăn mà chúng ta kiếm tiền á mà chúng ta dùng cái tên miền này thì mình rất là khó chịu, nên là tức là nếu mà mình dùng miễn phí, còn nếu mà mọi người sử dụng nó tốt là mọi người kiếm được tiền từ cái nó thì mình nghĩ là chúng ta nên nâng cấp. Thì chúng ta có thể sẽ sử dụng cái tên miền riêng thì nó chuyên nghiệp hơn và tính năng nó nhiều hơn. Bảng giá của nó thằng này là 299.000 một tháng, 229 một tháng. Không giới hạn số lượng, không giới hạn tên miền, nói chung là nó không giới hạn, màu template cũng nhiều hơn. Ứng dụng cũng nhiều hơn, kết nối cũng nhiều hơn. Nói chung là tất nhiên là nó rất là nhiều hơn so với bản miễn phí. Còn nếu mà chúng ta thử nghiệm á, chúng ta mua bán đôi chút, tức là chúng ta kiếm dăm ba vài triệu á, thì chúng ta hãy dùng bản miễn phí. Còn nếu mà chúng ta xác định là chúng ta làm ăn để mà kiếm tiền chục, tiền trăm thì mình khuyên là chúng ta nên bản có phí thì nó đàng hoàng hơn, nó nhiều tính năng hơn. Ta quản lý khách hàng nó cũng dễ hơn. Rồi, chúng ta quay về thằng này nhá. Thôi dùng email được rồi, vậy thì nó sẽ gửi email cho thằng này. Đấy, pop-up này, cảm ơn này, chuyển đổi này. Chuyển đổi ở đây là gì? Cái này nó sẽ liên quan đến chạy chuyển đổi của thằng quảng cáo Facebook. Chuyển đổi ở đây là khi mà khách hàng điền điền xong cái form này này thì nó gọi như thế nào? Ví dụ điền xong form này gọi là đăng ký thành công, gọi là chuyển đổi đăng ký thành công. Thì cái này thì mình sẽ nói sau nhé, bởi vì nó hơi hơi nữa. Bây giờ chúng ta sẽ làm một landing page cả. Dù sao chúng ta có một landing page thì chạy chuyển đổi hay không chạy chuyển đổi thì chúng ta chạy lưu lượng truy cập thì cũng đã tốt rồi. Ví dụ đây là một lead, mình hiểu là thu về được một lead thành công cập nhật, được chưa? Mọi người hiểu cái chỗ form này không? Để cái form này rất là quan trọng, bởi vì nếu mà chúng ta không thiết lập được cái form này á
thì chúng ta sẽ không lưu được. Đó. Đây cũng vậy này. Form này cũng có lưu data này, lưu về đâu này. Ok, được không? Mọi người hoàn thành chưa? Nếu mà được thì chúng ta gọi Z nhé. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái cách thứ hai mà khó hơn, tức là lỡ may mà mình sẽ sang phần thực hành này đúng không? Thực hành này. Hành thì cách một nhá. Cách một này. Làm từ giao diện có sẵn này. Có sẵn. Đó, rồi. Cách 2 này, đúng không? Làm mới hoàn toàn này. Làm mới hoàn toàn là sao? Ví dụ chẳng hạn mình đi mình đi ở đâu á, mình thấy một cái landing page rất là tốt hay là hay, hoặc là mình có một cái dàn trang nó khác hoàn toàn so với thằng này á, thì mình sẽ phải dùng phương án 2, mình sẽ tắt nhé. Rồi. Mình sẽ dùng cái dàn thứ hai. Dàn thứ hai này thì chúng ta sẽ như sau này. Chúng ta sẽ tạo landing page mới này. Đó, sử dụng trang trắng này. Tải thằng này, tức là chúng ta có thể lưu để chuyển từ tài khoản này sang tài khoản khác ấy. Chúng ta sử dụng trang trắng nhé. Nhập tên là một trang bán mỹ phẩm đi. Rồi, đây là một trang trắng. Rồi, chúng ta làm cho tôi một trang trắng đi. Thế nào ok thì chúng ta gõ là ok nhá. Tức là chúng ta đã làm xong một trang trắng. Ví dụ bây giờ mình thấy cái màu landing page thế này đi. Đây nhá, mọi người nhìn thấy cái màu landing page này không? Đó. Thì đầu tiên chúng ta phải hiểu khái niệm về cái thằng này. Mình không biết đọc tiếng Anh là cái thằng này là cái gì, mình gọi nó cái vùng đi. Được chưa? Thì chúng ta sẽ hiểu này. Đây là vùng 1 này. Vùng 1 này. Đây là vùng 2 này. Vùng 1 là thể hiện tên nhà hàng này. Vùng 2 là thể hiện giới thiệu nhà hàng này. Vùng 3 là các cái thực đơn này. Vùng 4 là đầu bếp này. Vùng 5 là món ăn này, vùng 6 là công thức này, vùng 7 là tiếp tục công thức, vùng 8 là công nghệ, vùng 9 là nhà hàng, vùng 10. Được chưa? Như thế này gọi là 10 vùng. Mọi người hiểu về cái khái niệm các cái vùng không? Nếu mà đã hiểu chúng ta sẽ gọi Z nhé. Không, không, mình không thể lấy một cái landing page thành của mình được, trừ khi là mình phải là dân code, mà mọi người thì không phải là dân code rồi thì không thể lấy được. Mình ví dụ đi.
mình sẽ làm một cái landing page cho thằng này nhé. Tức là mình thấy thằng này làm đẹp đúng không, thì mình sẽ sử dụng theo nó. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ tạo thêm vùng này. Đây thì chúng đây nhá, chúng ta ấn vào nút thêm vùng này thì nó hỏi là mình muốn dùng vùng trắng hay là vùng gì. Tức là bản thân thằng này nó cũng có các cái cụm sẵn như thế này. Đấy. Đấy, ví dụ vậy. Ví dụ mình muốn sử dụng thằng này đi. Đó, chúng ta đã tạo ra một cái vùng rồi. Được chưa? Đó là vùng đầu tiên, chúng ta nhớ này, vùng đầu tiên này. Tiếp đến là chúng ta sẽ tạo vùng thứ hai này. Vùng thứ hai đúng không? Chúng ta sẽ tạo vùng thứ hai. Và mình sẽ dùng một cái vùng trắng để cho nó dễ làm. Vùng trắng thì mọi người sẽ thấy này, ở đây nó sẽ có hình ảnh này, đúng không? Có text này, có nút này. Khó hơn nhá, nên mọi người phải để ý. Thì chúng ta sẽ để ý này, chúng ta sẽ thêm này, hình ảnh này. Ví dụ mình chọn đây đi. Đó, hình ảnh ở đây, đúng không? Mình chọn text này. Đây, nhớ nhìn này, text này. Đấy. Thêm này. Tiêu đề này. Đấy. 30 ngày hành động này. Đấy. Tiếp tục là gì? Ví dụ đây là một cái text đúng không? Text tiếp đúng không? Text tiếp thì thêm text. Đấy. Thay đổi bản thân trong 30 ngày. Được chưa? Cởi chữ lớn lên này. Cho nó giống thằng kia á. Đúng không? Bôi đen này. Đó. Rồi gì nữa? Đến là đoạn text nhỏ, đúng không? Thêm mới này, đoạn văn, đúng không? Đây. Dành cho người muốn hành động và tạo ra kết quả. Đó, ok, kéo lên xuống một chút. Cái này thì chúng ta phải chuẩn bị trước nhé. Đấy, ví dụ vậy. Vì viết gì nữa? Được chưa? Là chúng ta sẽ đến vùng thứ hai rồi. Và chúng ta thấy ở đây nó có cái nền này. Đấy, thì chúng ta sẽ đây này, chúng ta ấn này. Đây, chúng ta thấy cài đặt đây không? Thiết lập này. Đây, màu nền này. Đấy. Hình nền này. Đó. Tùy nhá, tùy mình muốn cái nền. Cái nền là cái nền trắng trắng ở đây này. Ví dụ mình chọn cái màu khác cho mọi người dễ hình dung nhé. Đấy, thấy không? Đấy. Đấy, nó như vậy. Đấy, ví dụ vậy. Và mình thấy cái này nó cao quá đúng không? Mình giảm nhỏ lại. Đấy. Hoặc là kéo, ở đây cũng được. Đấy, này. Có cái nút kéo này. À, xin lỗi. Thôi mình ấn vào thiết lập đi cho nó nhanh. Đây, thiết lập này. Đấy. Ví dụ cao quá đúng không? Ví dụ bây giờ mình muốn ở đây là 400 thôi. Ví dụ vậy đi, mình bỏ vậy đi cho nó nhanh. Đó, thì cho nó ngắn lại. Và cái này nó lên đây một chút. Cái này nó lên đây một chút. Nó có cái giống này này. Đó, co lại ngắn. Rồi. Được chưa? Sau đó chúng ta thêm một vùng nữa đúng không? Vùng này.
thịt bò cá viên chiên gì đúng không? Rồi, chúng ta thêm mới này. Thêm mới cái gì? Thêm mới vùng đúng không? Thêm mới vùng trắng. À, nó lại thêm ở đây. Chúng ta đặt con chuột ở đâu thì nó sẽ thêm ở đó nhé. Nên là đây, mình chuyển xuống dưới này. Đây mọi người thấy có nút chuyển này. Đây. Thấy chưa? Và chúng ta mô phỏng thằng này đúng không? 1, 2, 3, 4. Rồi chúng ta sẽ thêm này. À, đây, chúng ta sẽ thêm. Có hai cách. À, chúng ta sẽ thêm này, hình ảnh này chúng ta nhìn thấy không? Đấy. Hình ảnh và text thôi, nó bản chất là nó là cái đó. À, nút bấm tiêu đề, đoạn văn, danh sách. Ví dụ tôi lấy cái icon gì, cái này Pentium mới có nhá. Rồi đấy, tôi đặt ở đây đấy. Tôi ví dụ cho nó nhanh mọi người nhé. Cái này cũng có thể Ctrl C, Ctrl V được nhé. Ctrl C này, Ctrl V này, đấy. Đấy, tách ra. Đấy, sau đó chúng ta thêm gì? Tách ở dưới này. Đấy, tiêu đề này. Đấy, tiêu đề 1 này. Tiêu đề, ví dụ ấy đi. Bây giờ, sửa đầu qua. Rồi. Chúng ta kéo ngắn lại. Kéo ngắn lại. Nó có thể quét nhiều và chỉnh sửa di chuyển một lúc luôn. Kéo chuột qua thôi. Đó. Rồi. Ok, mọi người hiểu cách làm chưa? Tức là chúng ta có thể tự xây dựng từ một cái trang như thế này luôn. Đó. Sau đó đây chúng ta muốn làm một cái form đúng không? Này, chúng ta muốn làm một cái form đúng không? Thêm mới này. Form này. Tức là chúng ta tự ráp từng từng phần, từng phần, từng phần á. À, để lại đi. Đúng không? Nó lại lên đây thì lại tụt xuống. Đấy. Tụt xuống nữa. Đó. Không thích dài quá thì co lại. Đấy. Quét qua đây, chuyển lên. Đấy. Ok, thế thôi. Nào các bạn đã có một cái landing page rồi, về không? Đó là xong về thì mọi người đi làm web được rồi đấy. Bây giờ website với WordPress nó cũng dễ như vậy thôi, nó chỉ là kéo thả thôi, nên là chúng ta làm web nó cũng dễ, không như ngày xưa là mọi người phải biết về code nó phức tạp này nọ. Rồi mọi người có thể thử thử tự làm nhé. Mọi người hiểu chưa? Đầu tiên là mọi người hiểu cách làm chưa? Đầu tiên chúng ta sẽ phải phân vùng được cái thằng cái landing page mà chúng ta muốn làm bao nhiêu vùng. Từ đó trong các vùng đó chúng ta có cái gì thì chúng ta sẽ sử dụng các cái công cụ phù hợp. Này chúng ta sử dụng này. Đường kẻ này, ví dụ mình muốn là một cái đường kẻ đi ở đây đấy. Đấy đó, ok. Được không? Nếu mà mọi người hiểu thì chúng ta gõ ok nhá, còn không thì chúng ta đặt câu hỏi. Mọi người thấy có dễ không? À, mọi người có tự tin là mình sẽ làm được một cái landing page không? Không phải đi thuê. À, đây có một cái dạng nữa là cái nút nhá. Ví dụ cái nút mua ngay nhá, nút này này, đây.
nút này thì nó cũng chả có gì cả. Đây ví dụ mình xóa, mình làm lại này, thêm mới này, nút bấm này, đấy, đó, đặt vào đây thôi. Và mình sẽ sửa này, này, hiệu ứng này, nâng cao này, thiết kế này. Đấy. Đấy. Hiệu ứng này là như thế nào này? Đấy. Màu sắc dễ. À, ở đây có một cái lưu ý nhé. Ở đây có một cái lưu ý khi mà nút bấm này, đó là chúng ta có thể là cài đặt để bấm để làm gì nhé. Chúng ta để ý cái chỗ này này, chỗ này là nếu mà chúng ta làm thì chúng ta mò nó cũng hơi lâu. Đó là bởi vì ngày xưa mình cũng phải làm và mình mò rất là mất thời gian ở chỗ này. Tức là khi mà bấm vào một cái nút này này thì nó sẽ thực hiện hành động gì chứ nó nó không chỉ là một cái text. Đây nhá. À, nút bấm này, chúng ta để ý này, chúng ta ấn cài đặt này. Lựa chọn này. À, bấm. Bấm ở đây là đâu rồi, lại mất cái chỗ đó rồi. Tức là cái chỗ này là ghim này, ghim ở đâu này? Ghim này. Ghim tức là lăn đến đâu nó cũng chạy á. Mọi người thấy ví dụ mình muốn ghim là tên cùng ở tên cùng bên trái đi. À thôi, thường thường là dưới mình sẽ để dưới. Trên dưới tự động này. Thì khi mà chúng ta lăn ở trong một cái web di động á thì nó sẽ lăn lăn đi lăn lại. Đúng luôn. Nó không bị trôi. Này. Tức là ở đây chúng ta nhìn nhá. Thứ nhất là ghim nhá, thứ hai là cái nút bấm này này. Chúng ta muốn bấm thì nó đi đâu thì chúng ta sẽ thấy cái chỗ liên kết này. Này, chuyển này, tức là chuyển xuống dưới, mở một cái pop-up, mở một cuộc gọi, mở một liên kết, mở email. Đó. Thì thường thường là chúng ta sẽ là chuyển xuống, chuyển cái nào. Đây ví dụ như là cái 42 này. Ấn vào một phát là nó sẽ xuống cái 42, chúng ta nhìn này, cái 42 là ở dưới cùng này. Ấn một phát thì nó sẽ xuống cái trang đặt hàng này. Mọi người hiểu ý mình chỗ này không? Nó là để, tức là cái phần mà thiết kế kéo thả thì nó không có cái gì khó. Nó chỉ khó là thứ nhất là cái form này, thứ hai cái nút bấm này, và thứ ba là để chúng ta cấu hình tên miền và chúng ta gán cái cấu hình tên miền nữa. Pixel nó cũng không khó. Không gắn mình nó chạy vào fanpage Facebook luôn được. À, được được được. Ví dụ mình muốn gắn như thế này này. Đấy. Gắn mở liên kết này, sau đó mình điền liên kết là https 2.2 chéo này, m.mi đấy. Chiếc ví dụ như là Cương Bích chẳng hạn, ví dụ vậy thì nó sẽ chạy về chat với trang được. Giống như cái trang demo mà chúng ta làm mình đưa cho mọi người á thì là cũng là như vậy á. Tức là ấn vào nó chạy về á. Trang mà nhá khóa. À, có bên làm dịch vụ landing page. À, đúng rồi, tất nhiên là có bên làm chứ. 500 là rẻ. Anh mà làm là 500 anh không làm đâu. Vì làm landing page thì khó nhất là cái dàn và cái bố cục của nó làm sao cho chuyển đổi, chứ còn còn chuyện xấu đẹp thì thiết kế thì nó cũng rẻ.
500 là làm được, mọi người làm được. Đúng rồi. Tầm khoảng 2 triệu rưỡi, 3 triệu thì nó mới có đủ công cho người ta được, bởi vì người ta mình mua chất xám của họ, mua thời gian của họ mà. Hello anh Hân. Đại ca. À, bạn nào có muốn học tiếng Trung, tiếng Nhật thì qua anh Hân. Anh Đỗ Ngọc Hân mọi người nhé, mọi người có thể tìm Facebook á. Anh cùng chia sẻ kiến thức về marketing rất là hay á, mọi người theo hỏi anh Hân. Đây, đại ca làm lại đi phết. À đây này. Đây, khóa học thế này, tiếng Trung này. Đấy, mục tiêu khóa học này. Đẹp chưa? Và mọi người cũng có thể làm một cái trang như thế này được, nó bản chất nó không có khó mà. Quan trọng là cái bố cục thôi, mà anh Hân anh làm rồi thì chúng ta cứ noi theo thôi. Mọi người thấy cái nút này nó dính ở đây không? Đăng ký tư vấn này, nó là ghim á. Ghim ở xuống dưới cùng á. Thì cái đó, cái tính năng ghim cái này mình nói với mọi người á, ghim á. Đấy, thời gian đếm ngược rất là đẹp. Chúng ta có thể lên mạng á, đặc biệt là các cái trang của nước ngoài á, mọi người tìm những cái mẫu landing page á, hoặc là chúng ta tìm mình tiếng Anh mình không tốt lắm nên là mình sẽ phải dịch, tức là dịch cái từ cấu trúc. Rất là nhiều, nói chung là tài liệu nước ngoài rất là nhiều. Đây này, cấu trúc một landing page này. Đấy, gồm những cái gì, cái gì, cái gì này. Điểm nổi bật sản phẩm của bạn này, thì chúng ta tự đọc thôi, nói chung là học thôi. Hình ảnh này, social này. Đây, nó nhiều lắm, nó rất là nhiều cái này. Thậm chí nước ngoài nó còn có những cái khóa học về thiết kế landing page nữa. Hầu hết thì hàng Việt Nam thì chúng ta toàn là kiến thức của nước ngoài đi trước thôi, vì nó đi trước thì chúng ta rất là lâu mà. Chạy cùng đồ hiệu quả thì nó lại lằng Rồi ok, mọi người tự làm cái này được chưa? Giờ chạy thôi, còn hiệu quả hay không thì còn nhiều vấn đề nữa. Bây giờ mọi người đã có một cái landing page chưa? Tức là bây giờ mình thiết kế xong nhá, thì mình xuất bản này. Trước khi xuất bản thì mình nhớ thiết lập này, mình thiết lập tiêu đề trang này, ví dụ như là phí landing page, ví dụ vậy, mô tả trang là tự làm trong một nốt nhạc. Đấy, ví dụ mình ví dụ vậy đi, hình ảnh này. Đó. Thế là sau này. Thì chúng ta sẽ có một cái phần thiết lập mã chuyển đổi vào đây nữa. Là chúng ta sẽ nhập ID của thằng Facebook Pixel vào đây á. Facebook Pixel chúng ta sẽ lấy ở đây. Cái con này là trình nào nữa. Bắt đầu là mình chốt cái thằng landing page này trước đi nhá, để cho mọi người. Cái này là đo lường á. Đầu tiên là mình hỏi lại, nhắc lại là mọi người có còn câu hỏi gì về cái thằng landing page này nữa không? Cái khó nhất của landing page không phải ở kỹ thuật, mà cái cách cái chúng ta dàn trang á.
Dàn trang thì nó có cái phần về thứ nhất là nội dung và hình ảnh. Nội dung hình ảnh thì tất nhiên là chúng ta nên thuê rồi. Bởi vì là ngoài cái yếu tố kỹ thuật thì nó có yếu tố mỹ thuật nữa. Còn nội dung thì chúng ta có thể là học theo cái khung, ví dụ cái của anh Hân vừa rồi chẳng hạn. Bây giờ mọi người làm được chưa? Nếu mà làm được thì chúng ta hãy gọi là tôi làm được nhá. Là quyết tâm là tôi làm được. Dạ. Đấy, anh Hân bảo lên anh bếp bây giờ họ hỗ trợ tốt lắm. Mình thấy nó cũng không có khó. Zalo á, tức là cái đó thì phần gắn thôi. Tức là bản chất landing page nó vẫn sẽ hỗ trợ mọi người. Đó là trong trường hợp mọi người trả trả phí thì nó hỗ trợ không có sao. Đây anh Hân chỉ mọi người này. Zalo mình tải hình ảnh Zalo xong chọn liên kết về Zalo này. Rồi. Nếu mà mọi người không có câu hỏi gì thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người sử dụng landing page để chạy quảng cáo chuyển đổi. Đầu tiên chúng ta cứ xuất bản thằng này ra này nhá. Xuất bản này, form chưa cài này, đấy, cái đi cài form này. Chắc thằng này. Lưu. Chọn cương bích. Cập nhật. Thôi à để mình quất luôn cái chỗ này, sự cần chuyển đổi là một lead, một khách hàng tiềm năng á. Rồi lưu xuất bản. À quên, là mình dặn mọi người cái này nữa, tức là nó có hai giao diện đấy nhá. Tức nó có giao diện mobile và giao diện điện thoại nữa. Đây này. Đấy thì nó sẽ tự động xử lý thành giao diện điện thoại, nhưng mà đôi khi nó hơi lệch lạc nên chúng ta phải xử lý lại một chút. Đấy, tức là hai giao diện này nó tách riêng nhé. Chúng ta chỉnh ở đây thì nó cũng không có liên quan đến bên kia nhé. Bỏ thằng này trước đi. Đấy đó, đây là giao diện desktop này. Đó, giao diện mobile này. Mà hầu hết thì bây giờ chúng ta quảng cáo thì chúng ta sẽ chạy bằng giao diện mobile. Nhưng mà mình lưu ý nhé, là mình làm giao diện cho desktop xong thì mình làm giao diện mobile. Tránh trường hợp là đợt trước là mình có cậu em là cậu ấy chỉ thiết kế giao diện cho mobile thôi. Thì dẫn đến cái chuyện là khi mà khách hàng trên máy tính á, thì nó bị xấu. Thì không có nên, tức là mình thiết kế cho cái máy tính trước. Sau đó mình chuyển qua tối ưu cho mobile. Tất nhiên là thằng thằng này nó hỗ trợ tự động chuyển cho mobile này rồi. Chẳng qua là mình thấy chỗ nào không hợp lý giống như cái chỗ vừa rồi á thì mình sửa. Thì mình sửa lại cho nó phù hợp. Để mình chạy cho nó để mình cho nó đẹp. Còn mình đọc không được thì mình có thể đổi nền này. Đấy, kiểu vậy. À, gắn mã từ từ chưa 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 để chưa nói đoạn đó luôn mà do bị bên em Facebook sao mà nó load chậm rì á. Không có mẹo gì đâu. Mèo gì có anh Thân thôi. Cái đó học lâu thì máy học lâu phải chấp nhận thôi. Nó sử dụng AI thì nó học hành động, nó tự động tối ưu chuyển đổi á, nên thời gian đầu nó khá là đắt. À, tình hình là Facebook bên em nó load không có được.
Đấy, anh Hân có gửi cho mọi người một cái trang nén ảnh nữa nhá. Vì là khi mà cái ảnh nó nặng mọi người thì cái mạng khách hàng mà nó chậm á, nên load nó nhanh, load nó chậm, mình xin lỗi. Sau đó thì bắt đầu là khách hàng họ sẽ không chờ đợi á, họ sẽ văng đó, đặc biệt là khách hàng mới á, thì họ chờ không được là họ sẽ văng, bởi vì ở trên Facebook thì họ là mua hàng bằng cảm xúc mà, nên nó sẽ văng ra. Tình hình là mình không vào được Facebook, bên mình không có vào được Facebook. Để chạy chuyển đổi được thì chúng ta sẽ phải cài mã chuyển đổi, nhưng mà landing page thì nó không dễ cài. Landing page là Ladi pay, Ladi pay là thằng cung cấp dịch vụ landing page mọi người nhé. Nhiều khi mọi người cứ tưởng Ladi pay là landing page, không phải đâu. Ladi pay là nhà cung cấp dịch vụ tạo landing page đơn giản. Nó tốn này. Tình hình là mạng không ủng hộ chúng ta rồi. Bây giờ như thế này nhá, mọi người sẽ hình dung như thế này này. Mọi người sẽ lên Google đó, mọi người sẽ là lấy mã Pixel Facebook. Đấy. Thì trong này nó có hướng dẫn hết rồi. Này. Đấy, vào trình quảng cáo này, ai gửi link cho mọi người. Bây giờ không có mạng biết làm sao. Pixel này, thiết lập thủ công này. Đấy. Đó. Và mọi người nhớ nhá, mọi người không phải làm như thằng này đâu, mọi người chỉ lấy cái số này thôi này. Cái ID á, đây này, 37631424510 này này. Âu ra vào lại không Facebook á. Đây đây là đây là. Nhưng mà sao nó chậm lắm. Thôi dùng cái này cũng được. Mọi người vào trình quản lý quảng cáo này. Đấy. Mọi người vào trình quản lý quảng cáo này. Vào Pixel này. Với muốn chạy chuyển đổi mọi người phải biết chạy Facebook để chứ. Aura vào lại là của anh Trung. Đúng rồi. Không, cái thằng này bản chất là chạy chuyển đổi thì Facebook nó tự động nhiều nên là nó không phải có gì là kinh dị lắm. Nó sẽ tự động làm sao cho nó tối ưu cho cái chuyển đổi đó mà. Còn nó cài đặt chuyển đổi mà chúng ta không biết code thì cài đặt nó lâu, phải chúng ta phải gắn từng mã từng mã. Đúng rồi, ok. Đây chúng ta có cái này này. Thôi ok, thì bây giờ cái đoạn mà chuyển đổi thì mọi người dùng của Landing Page hỗ trợ nhé. Nếu mà sắp xếp được thì mình sẽ làm một buổi riêng hướng dẫn về chạy quảng cáo chuyển đổi và remarketing khi mà chúng ta có Landing Page. Bởi vì ngày xưa thì hầu hết thì người chạy Facebook thì như học viên bên mình cũng ít ít có website, nên là mình không, cái remarketing bỏ mình rất là phí, bởi vì là 90% khách hàng họ vào cái xem sản phẩm thì họ sẽ không mua ngay, mà họ cần thời gian họ chờ, mình không rì được thì nó hơi phí. Bây giờ thì thôi mình sẽ chờ mở một cái buổi riêng vậy. Không được. Thôi, ok, thì chắc là mình cũng
Hy vọng là mọi người hiểu và làm được cái phần landing page thôi. Chứ bây giờ thằng kia nó lâu quá. Không không bên mạng mình nó có vấn đề rồi. Nó chập chờn. Rồi, ok. Rồi, ok. Rồi. Thì cảm ơn mọi người đã tham gia cái buổi chia sẻ về landing page của mình. Ở đây mình có nhờ mọi người một việc, đó là chúng ta hãy vào cái bài viết này và chúng ta hãy hãy gọi là tôi làm được nhá, để mình biết là mình hướng dẫn mọi người nó có kết quả, đó là điều mà mình mong muốn nhất. Còn cái buổi kia thì mình sẽ lên lịch và mình hẹn, mình sẽ thông báo qua chatbot cái buổi mà quảng cáo chuyển đổi và remarketing với landing page đấy. Được không mọi người? Mọi người có câu hỏi gì về landing page nữa không? Nói chung là mình thấy nó cũng khá là dễ. Nếu mà mình thấy khó quá thì chúng ta có thể đi thuê. Nó dao động từ 500 đến 2 triệu rưỡi gì đó. Thì họ sẽ thiết kế. Nói chung là cái khó không phải là vấn đề kỹ thuật, mà họ sẽ thiết kế cái trang mình làm sao cho hiệu quả chuyển đổi nó tốt nhất ấy. Còn bây giờ mạng nó không có nên mình cũng không có thiết lập cái chuyển đổi cho mọi người được. Nhưng mà cái chuyển đổi mình nghĩ là trên Google nó rất là nhiều cái video hướng dẫn về cái quảng cáo chuyển đổi. Chẳng qua thì chúng ta không có landing page để mà cái một cái landing page để làm thôi. Ok, mọi người đồng ý với mình không? Nếu được thì chúng ta hãy gọi lại Z nhá. Rồi, mọi người hãy nhớ vào bài và comment tôi làm được nhá. Hoặc là cho phản hồi về cái buổi học của chúng ta. Rồi, chào Thọ nhá, chào Đức Trung, chào Duy Thanh. Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã dành thời gian vào nghe Cương Bích. Chúc mọi người có một cái landing page thành công và chạy quảng cáo tốt hơn nữa. Nha. Còn nếu mà cần làm website thì nhớ liên hệ bên Cương nhá. Bên mình vẫn làm website, nhưng mà mình không làm, nhưng có người làm. Chứ mình làm website của mình không phải là dân code. Rồi, ok. Chào tất cả mọi người. Hẹn mọi người ở cái chương trình tới. Có câu hỏi gì thì mọi người có thể comment ở cái bài cũng được, thì mình sẽ trả lời mọi người tiếp tục. Rồi, thì mình xin phép dừng chương trình livestream, dừng chương trình học online tại đây. Thì sắp tới mình cũng có một cái chương trình học online như thế này nữa, nhưng mà nó sẽ đây, chương trình này này. Đây, tức là nó sẽ học online như thế này, nhưng mà nó là một cái chương trình cụ thể, nó là thử thách 30 ngày kiếm 500 USD từ kinh doanh thời trang online. Mình sẽ dạy như thế này trong vòng tầm 1 tháng để mọi người có thể là tự kiếm được ngừng này. Tất nhiên cái này thì mình không hướng đến các bạn mà đang kinh doanh lâu rồi, vì 500
OD thì với các bạn một tháng không nghĩa lý gì, nhưng mà rất là nhiều người ở tỉnh hoặc là những cái người họ đang phải làm công ăn lương nó khá vất vả thì họ có thể kiếm thêm một nguồn thu nhập. Đó thì đến qua tuần sau thì mình sẽ thông báo chương trình này. Mọi người có thể quan tâm thì có thể là comment chấm ở đây nhá. Rồi. Mọi người quan tâm với chương trình này. Rồi, xin chào mọi người.